Netizen Trung Quốc nói gì khi thấy comment của dân mạng Việt Nam đánh giá về dòng xe BYD07 và đường sắt Cát Linh Hà Đông do Trung Quốc xây dựng? Các bạn thân mến, mới đây có một bạn khán giả đã gợi ý cho Ad hãy làm một video nói về phản ứng của dân mạng Trung Quốc khi đọc được những bình luận của cộng đồng mạng Việt Nam. Bạn ấy nói, xin lỗi Ad, xem rất nhiều clip, bạn muốn cho tụi tui xem người ta nói về mình, bạn có dám đăng tin mình nói về người ta không? Sau đó mình có trả lời rằng, bên Trung Quốc cũng có nhiều kênh đưa tin Việt Nam nói gì về Trung Quốc đó nha. Hôm sau Ad sẽ ra riêng một video nói về cái này. Đầu tiên xin gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn bộ khán giả đã theo dõi kênh của mình trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn một năm mới bình an, vui vẻ và gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Đồng thời Ad cũng cảm ơn ý kiến đóng góp của mọi người để kênh của mình được hoàn thiện hơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Như trong lời hứa của mình thì trong video ngày hôm nay mình sẽ làm một video nói về phản ứng của netizen Trung Quốc như thế nào nhé. Đầu tiên, đối với các bạn yêu xe, mê xe và đam mê công nghệ thì không lạ lẫm gì đối với các dòng xe có tên BYD của Trung Quốc đúng không nào? Sau đây mình sẽ chia sẻ một số thông tin về mẫu xe BYD07 dành cho những ai chưa biết về nó. Còn những ai biết rồi thì có thể bỏ qua và kéo xuống phần tiếp theo giúp mình nhé. Vào hồi tháng 4 năm nay, BYD đã tuyên bố dừng bán xe xăng truyền thống và chỉ tập trung vào ô tô điện, cũng như xe hybrid. Giữ đúng lời hứa, mới đây, BYD đã tung ra thêm một mẫu SUV dùng hệ truyền động plug-in hybrid mang tên BYD Frigate 07-2023 mới. Thuộc dòng xe mang chủ đề đại dương của BYD cùng với Dolphin và Seal, giá xe BYD Frigate 07-2023 có mức tạm tính dao động từ 220.000 đến 280.000 nhân dân tệ, khoảng 770 triệu đồng đến 980 triệu đồng. Trong tiếng Anh, cái tên Frigate được dùng để chỉ tàu khu trục nhỏ, là mẫu xe cuối cùng mà BYD tung ra thị trường trong năm 2022. Frigate 07 được định vị trong phân khúc SUV cỡ trung. Mẫu xe này có kích thước lớn hơn cả Kia Sorento và Hyundai Santa FE. BYD Frigate 07-2023 còn có camera 360 độ và gói công nghệ an toàn chủ động T-Pilot, bao gồm những tính năng như hỗ trợ chuyển làn đường, phanh khẩn cấp dự đoán trước nguy cơ va chạm hay phanh khẩn cấp tự động. Đó là một số thông tin cơ bản về mẫu xe này. Nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể lên mạng tìm hiểu với từ khóa BYD Frigate 07. Sau khi mẫu xe BYD 07 của Trung Quốc ra mắt thì đã có rất nhiều sự quan tâm đến từ bạn bè quốc tế, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Ngay sau đó đã có một kênh của Trung Quốc đã lấy những bình luận đó để đưa tin với netizen Trung Quốc. Tuy video dài gần 4 phút nhưng chỉ đưa ra duy nhất có 2 bình luận của cộng đồng mạng Việt Nam vào cuối cùng. Trong khi tiêu đề thì nói, mẫu xe BYD 07 vừa ra mắt đã gây choáng, dân mạng khắp thế giới đòi mua, còn dân mạng Việt Nam lại phun ra những câu như thế này. Vậy bình luận của cư dân mạng Việt Nam được kênh này đem vào video của mình là gì? Đầu tiên, đó là bình luận của một bạn có nickname là Lương Trọng nói, xe này về Việt Nam chắc chắn sẽ cháy hàng. Còn một bạn khác lại nói, hàng tàu chỉ để tàu xài. Đó là hai bình luận duy nhất được kênh của Trung Quốc này đem vào video của mình. Vậy khi xem được bình luận đó thì netizen Trung Quốc đã nói gì? Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé. Không có đồ Trung Quốc, Việt Nam sẽ về thời kỳ đồ đá. Người Việt Nam có đủ tiền mua ô tô này không? Khoa học và công nghệ của Trung Quốc tiếp tục đổi mới và các phương tiện năng lượng mới của BYD đã đạt đến trình độ thứ hạng nhất trên thế giới. Chúng tôi tự hào về Trung Quốc. Tay nghề này đã giết chết hàng trăm nghìn chiếc ô tô ở Đức và Nhật Bản. Tôi sẽ bán chiếc 5 series của mình vào năm tới và sau đó tôi chắc chắn sẽ mua BYD. Người Việt có tiền chưa chắc đã mua được vì nó không bao giờ bán ở Việt Nam đâu. Đồ tốt thì nên để chúng ta và các nước xài, Việt Nam chỉ xài mấy dòng ô tô lỗi thời đến từ Nhật và Đức mà thôi. Tôi mong một ngày BYD sẽ được bán chính thức ở Việt Nam, lúc đó chúng ta sẽ xem người Việt có tranh nhau mua hay không. Nói về chất lượng, công nghệ trang bị, đặc biệt là giá cả thì không có một chiếc xe điện nào trên thế giới có thể cạnh tranh với BYD. Người Việt tự tin họ có VinFast, nhưng so về giá cả và công nghệ thì VinFast thua xa BYD. Việt Nam đang trong giai đoạn đầu của việc chuyển hóa sang phương tiện mới để thay thế xe máy, nên thị trường Việt Nam rất tiềm năng để có các hãng xe chúng ta đầu tư vào. Nghe nói xe ô tô ở Việt Nam rất đắt, tôi muốn biết khi BYD bán ở thị trường Việt Nam có giá khoảng bao nhiêu tệ. Đó là những bình luận của netizen Trung Quốc khi đọc được bình luận của cộng đồng mạng Việt Nam nói về xe BYD 07 của Trung Quốc. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một video có tiêu đề như sau. Mỹ nhân Việt check-in trên đường sắt đô thị Hà Nội do Trung Quốc xây dựng, các anh hùng bàn phím Việt Nam đã nói gì? Thông tin về tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông thì chắc chắn mọi người đã nắm rõ như lòng bàn tay rồi đúng không? Nên Ad sẽ không giới thiệu nữa mà đi vào vấn đề chính. Do số lượng bình luận mà người này đưa ra trong video của mình quá nhiều, nên Ad sẽ tóm tắt một số ý kiến như sau. Đa số sẽ là những bình luận khen đường sắt Cát Linh Hà Đông do Trung Quốc xây dựng, như là công nghệ Trung Quốc là số 1 thế giới, tuyến đường sắt này do Trung Quốc xây nhanh thật, hay là chỉ có Trung Quốc mới có thể nhanh được như thế này,
Còn Nhật Bản và Pháp thì chưa thấy đâu, hàng Trung Quốc là loại ngon nhất thế giới, không ai sánh bằng. Một số bình luận tiêu biểu như, hàng Trung Quốc ngon thì nó mới đứng thứ nhất nhì thế giới, hàng Nhật vừa đội vốn, vừa rất gối đầm, hàng Pháp cũng đội vốn và thậm chí đoạn đi ngầm tới giờ còn chưa làm xong. Toa tàu đường sắt Việt Nam, sân vận động Mỹ Đình cũng là hàng Trung Quốc ý bạn, thấy nó tồi tệ chưa? Trung Quốc làm cho nó tất nhiên phải tốt, còn nó làm cho Việt Nam như thế nào thì báo chí Việt Nam đầy ra đó, không đọc báo à, từ sân vận động Mỹ Đình cho đến tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Ngoài ra còn có một số bình luận khác xoay quanh việc nghi ngờ mức độ an toàn của tuyến đường sắt này, hay là xây dựng có 13 km mà đến 10 năm mới xong, và rất nhiều bình luận khác nữa, khen có mà chê cũng có. Sau khi video này được đăng tải thì đã nhận về được rất nhiều phản ứng trái chiều đến từ netizen Trung Quốc. Vậy họ đang nói gì? Thì Bang Song 4.0 sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay sau đây nhé. Người Trung Quốc nên rút ra bài học không tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Đối với Việt Nam, nếu có công việc kinh doanh kiếm ra tiền, chúng ta sẽ hợp tác với họ. Còn nếu không kinh doanh và không kiếm ra tiền thì không cần phải giả làm từ thiện cho họ. Tôi thấy dự án đường sắt cao tốc do Nhật Bản đảm nhận vẫn đang bị đình trệ, dự án này cũng được Quốc hội Việt Nam thông qua. Tôi đã từng xem một bản đồ do người nước ngoài xuất bản, vào cuối thời nhà Thanh, miền Bắc Việt Nam vẫn là lãnh thổ của Trung Quốc và thuộc Quảng Tây, tức là một nửa lãnh thổ của Việt Nam bây giờ là của Trung Quốc, lật đổ nhận thức của người Việt Nam. Nó phải là một nước chư hầu, trong thời Quang Tự, một mốc giới đã được dựng lên trên biên giới hiện tại. Đến hiện nay vẫn còn nhiều người Việt Nam nói được tiếng Hoa ở miền Bắc Việt Nam. Xây dựng cơ sở hạ tầng đừng bao giờ xây ở Ấn Độ và Việt Nam, hãy để Nhật và Mỹ xây cho họ. Chỉ cần nhìn vào ngoại hình và trang phục của mọi người và người Việt Nam, hầu như không có sự khác biệt. Người Trung Quốc ơi, hãy để nhiều hàng hóa Trung Quốc làm nổi tiếng thế giới. Ở Việt Nam cũng có nhiều anh hùng bàn phím nhỉ. Bắc Việt thân tàu, Nam Việt thần Mỹ, nội đầu bắt đầu. Bài học thật sâu sắc, riêng nghiệm thu đã mất 5 năm, chậm trễ như vậy, kinh phí dự án đội lên gấp nhiều lần, không nên bàn về vấn đề này nữa. Tại sao họ có thể yêu cầu ngân sách khi họ bội chi, chúng ta có thể sẽ đau khổ khi chúng ta chi tiêu quá mức? Việt Nam cũng có thể nói là một quốc gia Đông Nam Á, và quả thực rất giống nhau, nếu không vì vấn đề lãnh thổ thì có thể bây giờ đã là một nước Trung Hoa thu nhỏ. Tôi cảm thấy rằng sau khi Trung Quốc phục hưng, một vòng tròn Trung Quốc sẽ được hình thành và thẻ căn cước của Trung Quốc sẽ có giá trị hơn. Nhìn về tương lai từ hiện tại, nhất định Việt Nam sẽ phát triển tốt đẹp hơn. Kinh nghiệm từ các dự án ở Việt Nam nên làm từ từ, không được chào giá thấp, vì họ cho rằng giá càng cao thì sản phẩm càng tốt, quan trọng là dự án bao nhiêu năm mới hoàn thành. Hóa ra tàu điện ngầm trên cao được xây dựng trong 3 năm và thông xe trong 3 năm. Sau 10 năm mới đủ loại thông xe, nhà thầu bị lỗ nặng và trở thành tàu điện ngầm duy nhất không có giao dịch tiếp theo. Có phải người ở vùng nhiệt đới rất sợ lạnh, giống như người Hải Nam tôi mặc áo khoác lên trong thời tiết 23 độ. Đây là bài học. Đừng bao giờ làm đường sắt cao tốc cho Việt Nam trong tương lai. Việt Nam không phải ở vùng nhiệt đới sao, tại sao họ mặc quần áo ấm? Hà Nội ở phía Bắc Việt Nam và gần Quảng Tây, tất nhiên là cũng có mùa đông lạnh. Phía trên là những bình luận của netizen Trung Quốc khi xem được bình luận của cộng đồng mạng Việt Nam, bình luận về Trung Quốc. Đó là những lời hứa của mình đến với các bạn. Các bạn có muốn mình làm những nội dung nói về phản ứng của netizen Trung Quốc khi đọc được những bình luận của cộng đồng mạng Việt Nam không? Thì hãy comment ở phía dưới để mình được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.